bi béo của khoảnh khắc ấy là dũng cảm. Con biết sai mà xin lỗi, biết dạ biết thừa. Con khá lắm bi béo. Là phụ huynh, thương con và giáo dục con thế nào là tùy văn hóa, trình độ và kinh nghiệm sống của mỗi nhà. Việc hành xử đập nát điện thoại là sai, dù biện minh nóng giận hay có quyền làm thế vẫn là sai. Cái vết sẹo hành vi sẽ theo bi béo mãi. Bi béo làm sai đã xin lỗi, thế mình làm sai đã xin lỗi con chưa? Việc mỗi nhà dạy con là quyền và riêng tư. Vậy bảo con không được dùng Facebook mà bản thân mình thì quay clip. Đã xin con quay chưa? Rồi mình đưa lên mạng xã hội chia sẻ việc con mình nhằm khuyên tốt cho cha mẹ khác. Vậy đem chuyện nhà mình lên cả thế giới xem thằng con mình. Đã xin lỗi bi béo chưa? Chỉ khi nào hiểu ra, buông điện thoại xuống, ôm con và lòng mà cùng khóc với con. Cùng hứa với con rằng ba mẹ luôn bên con. Rằng ba mẹ cũng có sai lầm và ba mẹ yêu thương con, yêu thương rất nhiều. Con cái rồi sẽ lớn lên. Trưởng thành và đi xa vòng tay chúng ta, hãy uốn bằng cách nào, giáo dục kiểu gì thì chúng ta sẽ nhận lại giống vậy. Hãy xin lỗi con trong riêng tư, tôn trọng và không cần quay clip hay chia sẻ gì thêm cho mọi người về clip xin lỗi con. Con cái nhìn ta mà lớn lên, chúng ta nhìn con cái mà bé lại. Xuân sao clip con trai Xuân Bắc khóc nấc sau khi bị mẹ phát hiện xem ảnh nhạy cảm bi béo vừa khóc vừa thành khẩn xin lỗi bố mẹ và tự rút ra bài học cho bản thân sau khi bị bà xã xuân bắc trách phạt vừa qua vụ việc vợ xuân bắc đập điện thoại của con vì phát hiện những hình ảnh tin nhắn nhạy cảm khiến dân mạng dậy sóng tranh cãi trái chiều trong khi số ít người đồng tình với việc cảnh báo phụ huynh khi để con cái dùng điện thoại của bà xã xuân bắc số khác lại cho rằng hành động của hồng nhung đã vô tình làm ảnh hưởng đến bi béo đặc biệt là khi cậu bé đang ở độ tuổi dậy thì trước trào lưu hát tác giải cứu bi béo của một số dân mạng bà xã xuân bắc đã có câu trả lời đanh thép trên người đưa tin tôi thấy buồn cười con tôi thì tôi phải thương chứ không cần ai thương hại thương bi mà ném đá mẹ bi thì thương cái gì họ thương bi quá tìm hiểu về giới tính không xấu nhưng cách tìm hiểu thế nào mới quan trọng ở tuổi của con tôi tìm hiểu về giới tính là không sai nhưng tìm hiểu thế nào mới quan trọng không ai thương con bằng mẹ đừng có thương vay khóc mướn như thế Đồng thời, Hồng Nhung cũng cho biết tình cảm mẹ con của cô với Bi Béo vẫn tốt đẹp, cậu bé cũng không bị tổn thương tâm lý hay giận hờn mẹ. Mới đây nhất, netizen lại xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh Bi Béo khóc lóc xin lỗi, hứa sẽ sửa sai khi bị mẹ phát hiện bất thường trong điện thoại. Cậu bé vừa khóc vừa nói, hôm qua mẹ có vào Facebook của con và mẹ phát hiện ra con vào một số nhóm, con cũng có sử dụng một số ngôn ngữ không hợp lý. Lúc mẹ nói thì con cảm thấy đúng là nó không hợp lý thật thế nên bây giờ con sẽ nghỉ chơi với những người độc hại và điều chỉnh lại ngôn ngữ cả ở trên mạng lẫn ở ngoài đời ả à. theo chia sẻ của mẹ bi béo trong clip cả xuân bắc cũng đã từng nhắc nhở con trai về việc tham gia các hội nhóm không phù hợp khi bị trách cứ vì chưa chịu rút kinh nghiệm bi béo giải thích con thưa bố và thưa mẹ ngày đó con có nhận thức ra rồi và con có ao ra những nhóm kia nhưng do bản thân con còn trẻ con và chưa suy nghĩ được kỹ nên con vẫn bị mời vào những nhóm đấy bây giờ con chắc chắn là đã hiểu ra rồi và con sẽ ao hoàn toàn tất cả kể cả những người bạn của con nói chuyện không đâu vào đâu kể cả con nữa ạ à. sau lời hối lỗi chân thành của bi béo bà xã xuân bắc vẫn nghiêm khắc nhắc nhở con không dùng mạng xã hội khi chưa nhận thức đầy đủ hồng nhung cho rằng như vậy là vô giáo dục và chắc chắn cậu sẽ chịu sự quản thúc chặt chẽ từ gia đình bản thân bi béo cũng ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt mà mẹ đưa ra ờ ừ, mẹ cố gắng facebook của con mẹ phát hiện ra là tôi vào một số đó hay là cả trong lớp của con cũng có uh, sử dụng ngôn ngữ không hợp lý và cả con cũng sử dụng ngôn ngữ không hợp lý và ờ uh, mẹ sau một lúc mẹ nói con thì con cảm thấy là đúng là nó không hợp lý thật thế nên là bây giờ con sẽ nghỉ chơi với những cái người độc hại và con sẽ con sẽ nghỉ chơi với những người độc hại và con sẽ điều chỉnh lại con ngữ kể cả ở trên mạng nó ở ngoài đời ạ Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.